cái lu. Chào mọi người nha. Anh Sĩ anh đang quan sát cái ổ ông cho bá lửa nha. Ở cái tay mình nó dạng như cái nãy chú già luôn mọi người. Có hai cái. Nó tay này cũng vậy nè ha. Thì ngon lắm. Còn cái tay này cũng vậy luôn. Cũng nụ luôn. Mình mặc áo dài tay á, còn hai cái bàn tay nó xuống. Nó lụm hơi một luôn. Chiếc dầu ngay tay nè. Thôi nhấn nắp dầu đây. Rồi. Để mình đứng ở đây mình quay cho mọi người nhìn thấy cái ổ ong trên này nha. Hả? Trên đây nè. Để anh đi xuống dưới này. Em quay á, em quay đi đâu? Được đóng luôn nè mọi người. Quá trời luôn ha. Cái tổ này cũng dễ bắt lắm nè. Dễ. Tổ này còn nguyên si luôn nha mọi người. Tổ này theo như mình đoán nha là tầm khoảng 4 lít mật. Dữ lắm luôn này. Mặt này cỡ khoảng 5 lít nha các bạn, 4 lít. Trời ơi, trời chết rồi, tấn rồi. Quá trời mặt rồi. Trời lắm anh em ơi. Mặt nó nằm ở ngoài chứ cỡ 2 lít quá. Ê. Chạy ra. Điếm á, đừng có để vô đó. Lấy dao đi, vô thái đâu. À, mày để anh làm. Gọc đi, ông gọc, tôi việc bỏ vô. Quá trời, cái ổ này mặt, quá trời mặt luôn mọi người ơi, con nè. Nhìn như cái đùi heo. Ờ, là cái đùi heo này đâu. Cái tổ này dữ quá ha. Cái dầm tắn hậu vô bọc mặt luôn bây giờ nè. Vô đất hả? Ở gì nước bọc không sĩ? Nước bọc chảy bọc hết đó. Chảy xuống mặt đây, xuống cái bọc 2 lít. Quá trời à. Trời không lụm ông nha. Để mẹ đi, giờ mình làm sao? Rồi đè đại vô chứ. Quá sĩ ơi. Mình sao vậy? Yeah. Anh trẻ làm đồ vậy? Vô tay dữ lắm rồi phải không? Một mũi. Hả? Dán cầm điện thoại anh đưa lên bờ nó quýnh 3 mũi. Dạ. Yeah. Nó quýnh gãy sao trời? Trời trời mặt nó ra này tấn. Gãy kim hả? Anh cũng không biết nãy có gãy hay không. Em chỉ còn là cái tay trên bờ thôi nghe mà nó đu xuống nó quýnh cái tay nó cắn quýnh thôi rồi đi. Dạ. Yeah. Quýnh nghe em. Cắt cổ kìa. Rồi anh em thấy sao rồi anh em cho mình một ý kiến nha. Có muốn theo anh em mình lăng hộp. Vui thì liên hệ. Lăng hộp phải à? Lăng hộp. Trời ơi nó gột hả, lặn đều muốn bỏ đó, dép luôn. Bốn anh em lăng hộp. Trời ơi. Có 2 lít, 3 lít con bọc luôn kìa. Trời ghe con bọc luôn. Ô. Trời ơi nó ngon á, cái cảm nó ngon. Mày không biết cái chứ. Mưa tối nè. Mật nó bị chua phải không? Ơ chảy ơi, lủng lỗ ở đâu rồi? Nhớ ơi. Ngắt luôn. Ngắt lỗ luôn. Ngắt lỗ luôn. Tay mày nước không kìa. Không có đâu, mặt cắt. Trời ơi nước sình nó chảy vô nó kìa. Có đâu cái bọc nè. Coi. Mày đừng có động tới anh. Để anh kìa. Anh giải quyết cả một năm gọn lẹ. Mặt nó chảy ra. Trời ơi, sớm kêu lấy cái thùng bê đi, không chịu. Tán gà nó được, cái này thôi, cái kem này nó lại dư. Mày cái tay mày lấy cái tay mày ra đi. Có chảy đâu? Mày để cái tay anh. Rồi, coi như em nút hết đi. Đừng, bỏ đi lấy cái bọc vớ. Dùng bọc đi.
Rồi, cái này bổ lắm nha anh em. Dạ, mía ai? Bổ được à. Trời trời quá ngon quá. Ngon, mật là phải ngon mà có gì ngon bằng mật không? Rồi anh em, mình cho anh em coi một cái này là hấp dẫn nữa nè. Cái nhang nó rớt lên cái quần mình tới cái miền bột của lớn nè anh em. Cái cỡ này đó. Rồi thành quả của anh em là một tổ bao nhiêu nè? Một tổ có nhiêu đó nha mọi người. Một tổ này 5 lít mật. Thấy gì chưa? Cỡ này đó. Rồi. Ủa, tao nghĩ tao ngu mấy quà, má nó quýnh quá quýnh rồi. Trời ơi, trời, cái tay nó sưng còn hơn là trái mít nữa nè. Rồi. Rồi, mình xin khép video nha mọi người. Này sao chỉ thơm thì mày cũng quà được không? Về ăn được ăn hủ tiếu không kêu à.